Đề cương môn khoa học câu 1. Hỗn hợp chất lỏng với chất rắn bị hòa tan và phân bố đều hoặc hỗn hợp chất lỏng với chất lỏng bị hòa tan được gọi là dung dịch. Hai hay nhiều chất tạo thành hỗn hợp. Dung dịch và hỗn hợp giống nhau là đều được hai hay nhiều chất tạo thành. Khác nhau là hỗn hợp khi trộn các chất vào thì vẫn giữ được tính chất ban đầu, còn dung dịch thì khi trộn các chất vào, một chất bị hòa tan và phân bố đều. Câu 2. Con người sử dụng năng lượng điện để thắp sáng, đốt nóng, đun nấu, chạy máy. Dạ. Thì phải học tiếp chứ. Câu 3. Chu trình sinh sản của ruồi. Từ ruồi đẻ ra trứng rồi ra giòi nhộng ruồi. Câu 4. Con người sử dụng năng lượng gió để quay thuyền buồm. Chạy thuyền buồm, quay tua bin của máy phát điện. Câu 5. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện, em cần không được chơi gần ổ, không được cắm tay vào ổ lấy điện, không cầm các vật kim loại cắm vào ổ lấy điện, không chơi gần cột điện câu thế, không thả diều nơi có đường dây điện. Khi phát hiện có dây điện bị đứt hoặc hở, phải tránh xa và báo ngay cho người lớn. Khi phát hiện có người bị giật điện, phải dùng mọi cách để ngắt nối điện, như ngắt cầu dao, cầu chì, dùng các que khô không dây điện như gậy gỗ, que tre, que nhựa để gạt dây điện ra khỏi người bị nạn. Câu 6. Hậu quả của việc phá rừng. Khí hậu thay đổi, môi trường, môi sinh bị ô nhiễm. Lũ lụt hạn hán xảy ra thường xuyên. Đất bị xói mòn trở nên bạc màu. Phá rừng là nguyên nhân gây mất cân bằng sinh thái. Một số loài động vật thực vật quý hiếm giảm dần. Một số loài bị tuyệt chủng. Một số loài có nguy cơ tuyệt chủng. Câu 7. Nguồn năng lượng không sạch là nguồn năng lượng than, xăng dầu, khí đốt. Câu 8. Nêu đặc điểm sinh sản của chim. Chim đẻ trứng và ấp trứng. Nêu đặc điểm sinh sản của thú. Thú đẻ con và nuôi con bằng sữa. Kể tên một số loài thực vật mọc lên từ hạt là cây bỏng, cây nhãn, cây ổi, cây mít. Kể tên một số loài cây mọc lên từ thân cây mẹ là cây bỏng, hoa lan, mía. Câu 9. Nêu quá trình cây con mọc lên từ hạt. Đầu tiên, hạt phình ra vì hút nước, vỏ hạt nứt ra để rễ mầm nhú ra cắm xuống đất. Sau vài ngày, rễ mầm mọc ra nhiều, xung quanh rễ mầm mọc nhiều rễ con. Sau 1 đến 2 ngày, xung quanh rễ mầm mọc nhiều hơn nữa, thân mầm lớn lên, dài và chui ra khỏi mặt đất. Câu 10. Kể tên một số tài nguyên thiên nhiên ở địa phương em. Ở Thái Nguyên, một số tài nguyên ở địa phương em là đất, nước, rừng, gió, thực vật, động vật, con người, vàng, than đá. Câu 11. Có thể tách các chất trong dung dịch bằng cách chưng cất hoặc làm bay hơi. Câu 13. Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên trái đất là mặt trời. Câu 14. Câu 13, con cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là hoa. Câu 14, con người sử dụng năng lượng nước chảy để chuyên chở hàng hóa xuôi dòng, làm bánh xe nước đưa lên cao, làm quay tua bin của máy phát điện ở nhà máy thủy điện. Câu 15. Ta cần làm gì để đảm bảo an toàn khi sử dụng chất đốt? Cẩn thận khi đun nấu, để lửa vừa phải, không để bình xăng thạ, không để bình ga, xăng, dầu ở nơi có nhiệt độ cao gần lửa. Câu 16. Các loài hoa thụ phấn nhà đâu? Có mấy cách thụ phấn, nêu đặc điểm của từng cách thụ phấn. Các loài hoa có hai cách thụ phấn là thụ phấn nhờ gió và thụ phấn nhờ côn trùng. Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc sặc sỡ và hương thơm hấp dẫn côn trùng. Nêu sự sinh sản ở động vật. Động vật thường được chia ra thành hai giống là giống đực và giống cái. Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo thành tinh trùng.
trùng. Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo thành ra trứng. Khi trứng và tinh trùng gặp nhau gọi là sự thụ tinh. Hợp tử phân chia ra thành nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới mang những đặc tính giống bố và mẹ. Chúng ta cần làm gì để tránh lãng phí khi sử dụng điện? Khi sử dụng điện ta cần chú ý, chỉ dùng điện khi thật cần thiết, ra khỏi nhà nhớ tắt đèn, quạt tivi. Tiết kiệm khi đun nấu là ủi quần áo. Em hãy nêu nguyên nhân khiến rừng bị tàn phá. Nguyên nhân khiến rừng bị tàn phá là do đốt rừng làm nương rẫy, lấy củi đốt than, lấy gỗ làm nhà, đóng đồ dùng, phá rừng để lấy đất làm nhà, làm đường. Để góp phần bảo vệ môi trường xung quanh, chúng ta cần phải thường xuyên dọn vệ sinh nhà ở, xử lý nước thải và rác thải hợp lý, vệ sinh môi trường, trồng cây gây rừng làm ruộng bậc thang, khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên. Sự biến đổi hóa học là sự biến đổi từ chất này sang chất khác. Con người đã sử dụng năng lượng điện để làm gì? Con người đã sử dụng năng lượng điện để chạy máy, đun nấu, thắp sáng, đốt nóng. Điện từ đã cho ở các loài thú chứa được thụ tinh thành hợp tử sẽ phát triển thành phôi rồi thành thai trong cơ thể thú mẹ cho đến khi ra đời. Thú con mới sinh ra có hình dạng giống thú trưởng thành và được thú mẹ nuôi bằng sữa cho đến khi có thể tự đi kiếm ăn. Câu 24, khi có nhiều khói khí độc thải vào không khí làm cho không khí như thế nào? Khi có nhiều khói khí độc thải vào không khí làm cho không khí bị ô nhiễm. Nhờ có chất đốt con người có thể làm gì? Nhờ có chất đốt con người có thể sưởi ấm, đun nấu, thắp sáng, sản xuất ra điện. Câu 26, hiện tượng đồ nhị nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì? Đó gọi là sự thụ phấn. Hiện tượng tế bào sinh dục được ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của nãn gọi là gì? Sự thụ tinh hợp tử phát triển thành gì? Phôi. Nãn phát triển thành gì? Hạt. Bầu nhị phát triển thành gì? Quả. Môi trường gồm những thành phần nào? Môi trường gồm những thành phần tự nhiên như con người, thực vật, động vật, địa hình, khí hậu và những thành phần nhân tạo như là mạc, thành phố, môi trường, cả công trường, nhà máy. Nếu bác hàng xóm của em thường xuyên vứt rác bừa bãi gây ra mùi hôi làm ô nhiễm môi trường xung quanh thì em sẽ làm gì? Em sẽ đưa ra lời khuyên đúng đắn cho bác để bác không nên vứt như thế nữa. Nếu như vứt như thế thì sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người và chính gia đình bác. Xong.